Bạn đang bước vào 25 ngày cùng ODB đếm ngược đến lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh, một hành trình khám phá về thông điệp mùa vọng. Tuấn Triều và Thanh Nhã rất vui được đồng hành cùng bạn trong hành trình này. Để khám phá thông điệp thứ 13 với tựa đề Ý nghĩa của cái tên, chúng ta hãy cùng suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương 1 từ câu 18 đến câu 21 nhé. Sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như sau. Mary, mẹ Ngài đã hứa hôn với Joseph, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. Đang khi Joseph ngẫm nghĩ về việc này thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: Hỡi Joseph, con dòng David, ngươi chớ ngại cưới Mary làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Câu Kinh Thánh chủ đề hôm nay được chép trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 21: Ngươi hãy đặt tên là Giêsu. Gần đây tôi có đọc một bài báo nói rằng trẻ em ở nhiều nước trên thế giới thường được đặt tên theo những người nổi tiếng hoặc những sự kiện đặc biệt có ý nghĩa đối với cha mẹ của chúng. Khi bác sĩ thông báo với cha mẹ của một đứa trẻ rằng họ đã cố gắng hết sức và chỉ ông trời mới biết liệu đứa trẻ có thể sống hay không, thì cha mẹ đặt tên cho đứa bé là Thiên Tri, nghĩa là Chúa biết. Một người khác nói rằng anh được đặt tên là đủ vì mẹ của anh đã sinh 13 người con và anh là con út. Mỗi cái tên đều có lý do riêng và trong một số trường hợp nó cũng có những ý nghĩa đặc biệt. Trước khi Chúa Giêsu ra đời, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Joseph và nói rằng Mary sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Giêsu là tên Hy Lạp của tên Josue, có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu rỗi. Trong thời đó, nhiều trẻ em cũng được đặt tên Giêsu, nhưng chỉ có một hài nhi đã đến thế gian chịu chết để những ai tin Ngài sẽ được sự sống đời đời, được tha tội và được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Charles Wesley đã viết những dòng này và chúng ta thường hay hát mỗi dịp Giáng sinh. Giêsu ơi, xin Ngài hãy đến, lòng này đã mong từ lâu, xin làm người để nhân loại được tha tội. Chúng con sẽ được xóa tan mọi nỗi lo sợ và tội lỗi. Xin Ngài cho chúng con được an nghỉ trong danh thánh Ngài. Chúa Giêsu đã đến để biến bóng tối của chúng ta thành ánh sáng, những tuyệt vọng thành hy vọng và để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Chúng ta có thể thưa với Chúa lời cầu nguyện sau: Lạy Cha Thiên Thượng, trong Chúa Giêsu chúng con thấy được mục đích yêu thương và ân điển vô bờ bến của Ngài. Chúng con xin hạ mình tiếp nhận con Ngài là đấng đã đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi. Và bạn biết không, tên gọi của Chúa Giêsu cũng nói lên sứ mạng của Ngài. Ngài đến để cứu chúng ta. Ước mong rằng thông điệp ngày hôm nay đã đem đến cho các bạn bài học bổ ích cùng nhiều sự nâng đỡ và khích lệ. Chúng ta có thể nghe thêm các chủ đề khác của ODB bằng cách nhấn like và subscribe. Cũng đừng ngần ngại viết vào phần bình luận bên dưới nếu quý vị có bất kỳ chia sẻ hay câu hỏi nào muốn gửi đến ODB nhé. Còn bây giờ, Tuấn Triều và Thanh Nhã phải nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.